cô đến rồi đó hả? Dạ. Anh chị đã ăn sáng chưa? Để em chạy qua kia mua đồ ăn sáng cho anh chị nha. Cảm ơn em. Anh chị ăn rồi. Anh nhớ nói gì em sẵn đó nha. Làm việc đi em. Dạ vâng ạ. Sư phụ, sư phụ. Hả? Có chuyện gì ạ? Sao em thấy sư nương có vẻ hơi căng? Đâu gì đâu. Sư nương muốn là sư phụ học thêm nhiều thứ để có kiến thức nhiều thôi. Thế sư phụ uống cà phê không? Để em đi mua cà phê cho sư phụ nha. À, mua đi. Em có thấy cái ấm siêu tóc của chị đâu không? Dạ, em nói gì? Ủa, em làm sao vậy? Có sao không em? Lên trơn quá chị ơi. Ôi giời ơi, sao em lớn rồi mà hậu đậu quá vậy? Có ổn không? Ổn, chị không sao hết. Này em có thấy cái ấm siêu tóc của chị đâu không? Cái ấm siêu tóc đúng không chị? Này em vô lấy cho. Nào hoa. Ổn không đó? Ổn. Con nhỏ này. Nhiều khi con bé không biết chỗ để ấm chỗ nào để anh vô chuyển bé ra cho. Để anh vô chị. Sao hôm nay mình thấy điệu bộ của hai người này sao đáng nghi vậy ta? Không biết anh Tấn nhà chị á, dạo này anh bị làm sao á? Anh bị sao chị? Hay là anh lại phát minh ra mấy cái trò lạ lạ hả? Không phải chuyện đó, mà chị thấy anh ấy cứ tưng tẩn á, vui vui sao á. Trời ơi, anh Tấn nhà chị có bao giờ được bình thường đâu. Đuôi! Trời ơi, anh làm em hết hồn à? Em nói ai không bình thường hả? Em có tin anh thả em một cái bơm 52 là em xuống tận đáy xã hội không? Anh! Trời ơi! Nghe quá! Anh giỡn à? Cất cái mông vô đi! Anh giỡn thôi mà. Chứ cái mông này chỉ để dành cho Thủy Thúy ngắm nhìn mà thôi. Anh đi nha. Anh ấy đáng sợ thật chị ha. Đấy, chị đã nói với em rồi. Gà chị nuôi chị biết mà. Mà dạo này không hiểu ông sao á. Ông yêu đời lắm. Yêu đời còn hơn chồng em yêu công việc chị ạ. Chứ anh ấy suốt ngày cắm đầu vào iPad, làm việc bỏ bê em cả ngày luôn á. Đó, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện. Chồng, chồng làm về rồi hả? Chồng có mệt không? Đây, ngồi xuống đây. Để em lấy nước cho chồng uống nha. Chồng. Dạ con nghe chú. Dạ con đang làm nè. Dạ. Chắc khoảng 5-10 phút gì nữa là con gửi file cho chú luôn. Dạ rồi. Chồng, uống miếng nước đi cho đỡ mệt. Thôi được rồi. Thôi, đi làm về mệt lắm. Uống miếng nước đi cho nó đỡ mệt. Lần sau mua muối chỗ khác nha, muối này nhạt quá. Ruby, sao chị thấy lạ quá vậy? Hình như cũng chập chập giống anh Tấn là chị ấy. Thì bởi hai người đó là anh em mà chị, chập như nhau. Gì nữa, anh đang làm việc. Nếu mà kêu anh xuống ăn cơm anh không ăn đâu nghe. Không được rồi, ta phải trị nhà ngươi. Nhà ngươi hãy nhìn đây, xem ta là ai. Ta là vợ của nhà ngươi, nhưng mà ngày hôm nay ta sẽ hóa trang thành một nàng tiên nữ quá trời đẹp. Công tử à, công tử thấy hôm nay ta có đẹp không chứ hả? Nhà ngươi vừa làm thái độ gì đó hả? Đẹp không bao giờ làm như vậy. Được rồi,
Nhà ngươi hãy chờ đó, hãy xem ta đây, ta là ai? Phép thuật quyền ăn chung tiết công chúa sẽ là biến hình. Trời hên quá, né được công chúa Sila rồi. Nhà ngươi đẹp trai như vậy chắc chắn là yêu quái rồi. Yêu quái Nhà ngươi dám né ta ư? Không được rồi. Ít ma phép thuật quên. Hãy cha. Chút xíu nữa có một cái người quý nhân tới đây. Hồi đó là thân với ba dữ lắm, anh em thương nhau như. Chào hai chồng. Ủa em chào anh. Uống gì? Uống gì không em kêu nè. Thôi thôi, được rồi, ngồi chút tôi đi rồi. Trời ơi, giờ này bận rộn dữ. Nói thiệt anh Trung, bây giờ nhìn anh Trung là nó toát ra một cái thần thái của một người doanh nhân thành đạt dữ lắm luôn. Nhìn giàu có sang chảnh dữ luôn. Trời ơi, ngày kiếm ba cọc ba đồng thôi. Trời ơi, bởi vậy giới thiệu với vợ đây là anh Trung. Anh Trung hồi đó cũng là một người bạn, là bài bạc với anh. Thì nói chung là anh đánh sơ sơ cũng thua anh 2-3 cái sổ đỏ. Thấy đẹp trai chứ đánh bài dốt lắm. Không có nhớ được. Cái thằng này chuyện nó xưa rồi. Mà tao hỏi nè. Hả? Thích đi biển không? Mà sao cứ đem chuyện cũ ra khơi hoài vậy? Wow. Trời ơi, bây giờ làm doanh nhân thành đạt rồi, nói câu nào ẩn ý câu đó ta. Thích đi biển nên ra khơi, nó dữ quá ta. Vậy chứ sao? Nói giỡn thôi. Anh Trung bây giờ là hoàng lương rồi, thích tu chí làm ăn hơn. Cho nên là vợ chồng của anh là lập nghiệp. Bây giờ nói cái số tài sản khơi khơi cũng 2-3 cái căn nhà, 2-3 sổ đỏ. Mà xe hơi trong nhà khoảng chục chiếc. Trời ơi, mày cứ nói quá. Ô, anh làm gì mà nhiều tiền dữ vậy? Nói chứ anh kinh doanh online, nhưng mà gặp thời trợ vía nên là cũng đỡ em. Mà anh nghe Tài nói á, là em muốn kinh doanh đúng không? Muốn khởi nghiệp đúng không? Đúng 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 đúng. Khởi nghiệp gì nè, nói anh nghe đi. Anh sẽ hỗ trợ em. Mà ý tưởng em như thế nào, em nói rõ đi. Ý tưởng của em á hả? Ý tưởng của em là... là gì vậy anh? Là gieo nghiệp. Hả không? Tục lắm. Là khởi nghiệp. Khởi nghiệp đó là startup đó. Mà thực sự chia sẻ với anh là tụi em chưa có ý tưởng gì hết. Có gì đâu mà ngại. Không gì đâu phải ngại. Nên cứ nói ra đi, anh sẽ hỗ trợ cho. Mà mới đầu á thì em kinh doanh nhỏ thôi. Từ từ á rồi mở lớn lên thêm. Với đặc biệt nhất nha, thứ hai á là em phải biết kinh doanh cái gì theo sở thích của mình, cái đam mê của mình, thì quyết tâm nó mới được thành công thôi. Đam mê sợ. Em kinh doanh con được không? Gì vậy? Như đợi kinh doanh con mà nổi. Tại vì em đam mê, em thích con lắm. Em sống chết vì con em được luôn đó. Trời ơi. Tự nhiên cái thích con cái kinh doanh con à. Khi cúc á, con mình là cái chuyện khác, còn kinh doanh đó là mình buôn bán hàng hóa. Thôi nói chung nãy giờ nói chuyện với anh là cũng rất là vui. Anh cũng thông suốt cho vợ chồng em được vài cái rồi nha. Cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Với lại gặp anh tạo cái động lực cho tụi em cũng cố gắng phấn đấu. Cảm ơn anh nhiều lắm nghe. Hai chồng cũng vui thiệt. Mà giờ thấy mày cũng bỏ cờ bạc rồi, tôi cũng vui. Dạ. Thôi, tôi cũng có việc rồi. Có gì thì vợ chồng cứ alo tôi sẽ hỗ trợ hết mình nha. Dạ dạ, cảm ơn anh. Dạ, dạ chào anh. Chào lại. Dạ, em chào anh. Nhức cái đầu dữ. Như vậy là quý nhân của anh hỗ trợ dữ chưa? Hỗ trợ dữ rồi. Trời ơi, bạn bè đánh bài với nhau hồi xưa mà bây giờ người ta thành đạt như vậy, không hỗ trợ bằng kiến thức thì cũng hỗ trợ bằng tinh thần. Chứng tỏ anh có thể lo được cho em. Nghe mất mệt quá à. Đi về. Anh Tấn. Hả? Anh có bỏ điện thoại xuống không hả? Đúng rồi, phải làm vậy mới kịp deadline. Tập trung ăn uống đi anh. Tập trung mới kịp deadline. Nào, ăn một miếng đi. À, cái gì vậy? Ớt đâu anh? Trời ơi. Anh, rốt cuộc là anh kết hôn với em hay là kết hôn với cả đống công việc hả?
quên. Công việc ăn của anh xong rồi nha. Này, anh nói cái gì đấy? Này, anh đứng lại đó cho em. Anh làm cái gì đấy hả? Ủa? Chị, mẹ với mấy đứa nhỏ đâu rồi? Mấy đứa nhỏ nó đói bụng á, nên là mẹ ăn cơm chung với tụi nó rồi. Chú mới về hả? Chú ăn với anh chị đi. Em lấy cái chén đi. Có tin nhắn nè. Ủa? Linh trợ lý gì nhắn tin cho anh nè? Còn khen mấy cái bằng sáng chế gì của anh tào lao nè. Ai chăm lấy điện thoại của anh chứ? Không để qua đây mà. Ủa chị? Tôi đang ăn mà chị. Ủa sao nhà là bữa nay không ai ăn, anh ăn luôn đi. Ủa ai, ai cho em lấy điện thoại của anh? Thì anh để trên bàn, không trả lời thì anh cầm coi thử. Mất làm chứng gì vô. Thôi ăn cơm đi anh ơi. Ăn cơm được gì nữa, chuẩn bị ăn đòn nè. Là sao nữa? Dễ sợ luôn á. Chồng, em nói chuyện nghiêm túc này với chồng này. Ừ, em nói đi. Dạo này em thấy chồng dạo này làm sao á. Chồng hết thương em rồi đúng không? Em muốn đi làm nail, đi shopping. Mấy nay em ở nhà không mà toàn làm việc nhà thôi, không có đi đâu được hết trơn á. Chồng nghỉ việc một hôm, đem đi chơi đi nhá. Chồng, lâu lắm rồi em chưa đi shopping á. Hồi trước ở nhà em á, một tuần em đi 7 lần. Bây giờ qua đây một tháng em chưa đi được một lần luôn đó. Ước gì anh nghỉ làm, đưa em đi shopping. Thì thích lắm ha. Chồng. Ừ, anh đang làm việc. Làm việc nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Chồng đừng có làm nữa. Để em cất cho. Thôi, đôi lộn tùm lum luôn nè. Chồng la em hả? Không có la mà. Em đi ngủ trước đi. Không nhìn thẳng mặt em nói chuyện luôn đó. Thế là cái iPad nó quan trọng hơn em đó hả? Ghét quá. Anh đừng cắm đầu vô iPad nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Anh yêu, anh đừng cắm đầu vô iPad nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Chồng đừng cắm đầu vào iPad nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Chồng đừng cắm đầu vào iPad nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Ông xã đừng cắm đầu vào iPad nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Chồng ơi, ông xã đừng cắm đầu vào iPad, không tốt cho sức khỏe đâu. Lọc. Ông xã đừng cắm đầu vào iPad, không tốt cho sức khỏe đâu. Con có bị sao không vậy? Con làm gì vậy? Mẹ, dạo này anh Lộc ấy, anh ấy cứ đâm đầu vào iPad làm việc. Con sợ cứ như vậy hoài, anh ấy ảnh hưởng tới sức khỏe đó mẹ. Nên là con phải xài cái chiêu lải nhải này để anh ấy bỏ cái iPad. Chứ con lo cho anh ấy lắm ạ. Con nói mẹ mới để ý nha. Mẹ thấy lúc này á, nó đi đâu nó cũng ực khư khư cái iPad không? Bao giờ nó bỏ hết trơn á. À vậy đã, con dùng cái chiêu này hả? Dạ. Nhưng mà thằng này nó lì lắm. Bây giờ một mình con làm cái chiêu này không có xi nhê gì đâu. Để với mẹ cùng cả nhà mình dùng cái chiêu này. Mình cùng nhau cố lên nha mẹ. Đúng, cố lên. Cố lên, đi mẹ. Nè, phải đây, mình phải tập trước. Lộc ơi, bỏ iPad đi con, không có tốt sức khỏe đâu. Đúng rồi. 2, 3. Chồng ơi, bỏ iPad đi chồng, không tốt cho sức khỏe đâu. Lộc ơi, bỏ iPad đi con, không tốt cho sức khỏe đâu. Lộc ơi, bỏ iPad đi con.
Chú Lộc. Con làm gì nữa? Cả nhà đừng làm phiền con nữa được không? Yeah! Chúc mừng chồng yêu đã thoát khỏi ám ảnh công việc. Tất nhiên tôi gọi cô ra đây là có chuyện quan trọng rồi. Chuyện quan trọng thì chuyện quan trọng là chuyện gì chị? Tôi muốn cô nghỉ việc. Tôi đã viết đơn sẵn rồi. Chờ mail đi, tôi sẽ gửi qua cho cô. Nhưng mà em làm gì sai mà chị đuổi em? Cô không làm cái gì sai sao? Cô không biết hả? Tôi không thích cô gần gũi với chồng của tôi. Ôi trời, em và anh Tấn chỉ là mối quan hệ công việc thôi chị ơi. Cô nghe không rõ à? Anh Tấn là chồng của tôi. Tôi không thích cô gần gũi với anh ấy. Cười đùa trước mặt nhân viên và trước mặt tôi, điều đó tôi không thể chấp nhận được. Chị ơi. Này,